25 là 26. Tết nó còn hơi bảy rồi. Cái hoa tây vàng như là cứ vẫn mua tổng đấy 2 cân. Nó gặp Phương. Phương là tao đang đứng tao cúi tao nhìn tao thì nó ô ô ô chả nhìn con tiếp. Anh là tao có thêm một buổi là anh này thì anh sáng vô rồi mua ra này lấy cái tùy tức là ra tức là lấy 10.000 là 40.000 à 20.000 hai lần tiếp anh lại vì ba bốn hàng cứ cái chân giò là cứ phải 2 cân còn đây tôi mua cái cân cân ba lấy ra bảy mấy nghìn.